Thành phố của Ukraine bị không kích sau vụ tấn công cầu Crimea. Sáng sớm nay, nhiều vụ nổ được nghe thấy ở Odessa, một thành phố thuộc miền nam Ukraine sau một ngày xảy ra vụ tấn công cầu Crimea. CNN cho biết tiếng còi báo động vang lên lúc khoảng 2 giờ sáng và lực lượng phòng không hoạt động khắp thành phố sau khi có 4 tiếng nổ lớn. Đèn dọi từ hướng cảng Odessa, một vật thể sáng rơi từ trên trời và bốc cháy. Ông Shehi Bratchak, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Odessa cho biết lực lượng phòng không Ukraine đang đẩy lùi một cuộc không kích của Nga. Odessa, công việc tác chiến phòng không đang được tiến hành, ông Bratchuk thông báo trên Telegram. Ngày 17 tháng 7, một quan chức an ninh Ukraine tuyên bố ép chịu trách nhiệm về vụ tấn công cây cầu Crimea, một tuyến tiếp tế quan trọng cho lực lượng của Nga ở Ukraine và là công trình mang dấu ấn cá nhân của Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Nga gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố và tuyên bố Moscow sẽ đáp trả. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Marat Kursk Northline cho biết giao thông đã được khôi phục trên một làn đường của cây cầu. Một video được đưa lên mạng xã hội cho thấy hai chiếc xe đang đi trên cầu lúc nửa đêm. Trong khi đó, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bày tỏ hoài nghi rằng cây cầu này có nên được coi là công trình hạ tầng dân sự hay không, cho rằng nó chủ yếu được dùng vào mục đích quân sự để tiếp tế cho lực lượng Nga ở Crimea và miền Nam Ukraine. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov viết trên Telegram rằng cây cầu Crimea bị tấn công bằng thiết bị không người lái của hải quân. Một nguồn tin giấu tên từ cơ quan an ninh Ukraine SBU nói với CNN rằng cuộc tấn công lần này là hoạt động phối hợp của SBU và hải quân Ukraine.